Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng? Sau khi Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về việc mua tin với mức không quá 10 triệu đồng mỗi tin từ người dân để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời hứa đảm bảo giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo cung cấp thông tin, dư luận xã hội thấy rằng dân tình nghe qua thì sướng lắm vì vừa có tiền vừa góp phần chống giặc nội xâm. Nhưng sự sung sướng ấy chẳng được bao lâu, trên mạng xã hội đã có ý kiến cảnh báo rằng bà con đừng có mà dại tin rồi làm đơn tố giác, tố cáo. Có khi kẻ bị tố cáo chưa làm sao thì người tố cáo đã bị bắt giam hoặc bị tai nạn giao thông bất thường rồi dẫn đến tử vong. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảo tưởng khi tuyên bố dân Việt Nam tin yêu Đảng. Người ta vẫn còn dẫn chứng phát biểu của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, nói tại hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 4 tháng 3 rằng chống lại họ có khi chúng tôi chết trước, kèm theo lời nhắc nhở rằng miếng phô mát ngon chỉ có trong chiếc bẫy chuột. Thậm chí có ý kiến còn nói toạc móng heo rằng mấy ông bỏ ra 10 triệu tiền thuế của dân để bẫy kẻ thù tố cáo mình thì quá hời, Cộng sản đúng là khôn hết phần của thiên hạ. Liệt kê vài dòng như vậy có thể thấy đa số người dân Việt Nam có muốn tin cũng không dám tin vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Một đảng chuyên nói một đằng, làm một nẻo. Ngoài mặt thì họ vận động tuyên truyền kêu gọi nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, làm tay mắt cho Đảng trong cuộc chống giặc nội xâm. Nhưng sau lưng họ triệt hạ không thương tiếc những người dám tố cáo cũng như chống tham nhũng. Không chỉ riêng bài học của cựu đại úy công an Lê Chí Thành vì tố cáo giám thị trại giam Thủ Đức tham nhũng tiêu cực, hai việc quay clip làm bằng chứng của hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông để mà tố cáo lên mạng xã hội, kết cục không chỉ bị công an đánh cho thân tàn ma dại mà còn bị khởi tố bắt giam và bị kết án nhiều năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự vào năm 2015. Song chuyện của đại úy công an Lê Chí Thành là quá nhỏ so với chuyện của cụ Lê Đình Kình, chủ tịch xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một người có 84 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng. Sách Niềm tin yêu của nhân dân với bạn bè quốc tế với ông Tổng Bí thư. Bởi cụ Kình ngây thơ cả tin và kêu gọi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để cuối cùng lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an với hàng trăm tay súng nửa đêm đã tấn công vào Tôn Hoành, bắn chết cụ Kình trong phòng ngủ. Dù rằng đến trước khi chết, cụ Lê Đình Kình luôn luôn nói rõ cụ không chống Đảng, không chống nhà nước, chỉ chống bọn tham nhũng, chống lợi ích nhóm theo lời kêu gọi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy mà lực lượng công an nhân dân, còn Đảng, còn mình thì lại quyết không tha cho cụ. Họ giết cụ bằng một phát súng bắn thẳng vào tim. Thử hỏi một nhà nước lại đối xử thô bạo với một lão thành cách mạng trong chính của Đảng cầm quyền của mình mà không tần toán xét xử đến như vậy, thì người dân nào có thể tin được Đảng đây? Giáo sư Mạc Văn Trang, người từng có 54 năm tuổi Đảng và đã quyết định bỏ Đảng vì mất lòng tin. Giáo sư Mạc Văn Trang từng nhận định rằng chưa bao giờ người ta cảm thấy mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam như bây giờ, nhất là sau vụ Đồng Tâm, họ đã giết ông cụ, tức là cụ Kình ấy, nên dư luận xã hội người ta bất bình. Cho nên cũng đừng hỏi tại sao vì đa số người dân Việt Nam không tin vào Đảng Cộng sản. Vậy mà báo Quân đội Nhân dân số đặc biệt ngày 20 tháng 1 đã đăng một bài viết với tựa đề Đảng Khai Xuân Khải Hoàn. Trong đó ông Tổng Bí thư của Đảng kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản. Ông Trọng còn nói thêm đại ý, không có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như Đảng ta. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đó là nguyên văn lời ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố sau ít ngày sau khi ông ra lệnh cho công an giết chết cụ Kình vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng nhận xét về phát biểu đi trên mây của ông Trọng, cho biết như sau: tôi nghĩ đi lang thang trên các xe buýt ở Hà Nội hay lang thang ở quán trà, quán nhậu, quán ăn, rồi vểnh tai lên nghe thì số người dân ghét chế độ này, ghét Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng chắc phải lên đến
70%. Khi đó, dư luận đồng tình cho rằng nhân dân nào mà ủng hộ cho một cái đảng giết đồng chí của mình được hả ông Trọng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay. Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào đảng? Thành phố Hồ Chí Minh mua tin để chống tham nhũng hay răng bẫy người tố cáo? Trong cuộc phỏng vấn và chống tham nhũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có thay đổi đáng quan tâm. Đó là thay vì tuyên truyền vận động tố cáo tham nhũng, đã tiến tới việc chính quyền bỏ tiền để mua tin tố cáo tham nhũng từ người dân. Truyền thông của nhà nước Việt Nam đưa tin, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về việc mua tin từ người dân để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 1 tháng 11 đưa tin với tiêu đề mua tin để phòng chống tham nhũng cho biết, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định mua tin phục vụ công tác phòng và chống tham nhũng tiêu cực. Thành phố Hồ Chí Minh mua tin để mà phòng chống tham nhũng. Quy định này nêu rõ, việc mua tin không phải là một giao dịch dân sự, mà là hình thức khuyến khích, động viên nhằm phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng số tiền người cung cấp tin được nhận không vượt quá mức quy định là 10 triệu đồng cho một vụ việc tố cáo. Người dân có thể gửi thông tin về Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực hoặc gửi cho các thành viên của Ban Chỉ đạo, kể cả Ban Nội chính, Thành ủy. Các thông tin này được quy định cụ thể là tố cáo phản ánh về hành vi tham nhũng tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, thành phố quản lý. Người tố cáo có thể gặp trực tiếp hoặc gửi văn bản thông qua đường bưu điện. Việc tiếp nhận thông tin theo nguyên tắc đơn tuyến, trực tuyến, không thông qua trung gian. Danh tính của người bán thông tin sẽ được lưu trữ theo chế độ mật. Thông tin phản ánh sẽ được Ban Chỉ đạo thẩm tra xác định mức chi trả dựa trên kết luận, kết quả giải quyết về mức độ, tính chất của hành vi tham nhũng tiêu cực. Phản ứng của dư luận xã hội về vấn đề này đa số cho rằng người dân sẽ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Tham nhũng của Việt Nam nó mang tính hệ thống, và lấy gì để đảm bảo rằng trong nội bộ của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực không có tay trong của những kẻ tham nhũng đầy. Do đó, việc đi tố cáo chẳng khác nào tự rước họa vào bản thân. Cựu sĩ quan công an Lê Chí Thành vì tố cáo tham nhũng và bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Ở Việt Nam đã có đủ thứ luật như luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng v.v. đều có các điều khoản quy định về tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cũng như tố cáo cán bộ tham nhũng. Đó là chưa kể tới chỉ thị 27 của Ban Bí thư và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về điều khuyến khích người dân tố cáo với cam kết bảo vệ người tố cáo. Nhưng thực tế cho thấy pháp luật ở Việt Nam không được coi trọng và thượng tôn. Cho nên, việc chính quyền tuyên truyền hứa hẹn sẽ bảo vệ người tố cáo, nhưng thực chất đã có rất nhiều người tố cáo tham nhũng, sau đó thì bị trù dập, đánh đập, thậm chí bị cho vào tù. Đơn cử với bằng chứng là cựu đại úy công an Lê Chí Thành. Vì tố cáo tham nhũng tiêu cực của giám thị trại giam Thủ Đức, nơi đại úy Thành công tác và tố cáo hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Cuối cùng, ông ta đã bị khởi tố bắt giam và kết quả tù giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xét theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Đến tầm cỡ như Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ ông Phạm Trọng Đạt công khai phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng của Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 rằng chống lại họ có khi chúng tôi chết trước. Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khi nhận định về vấn đề này đã cho biết cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay chưa rõ ràng. Cụ thể, theo luật sư Thuận nói rằng ở Việt Nam chuyện gì cũng có luật cả. Chuyện khuyến khích nhân dân tố cáo tiêu cực, tham nhũng không chỉ có văn bản quy định mà ngay cả những đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cũng hô hào. Luật cũng quy định người tố cáo được bảo vệ, nhưng vấn đề là cơ chế để bảo vệ như thế nào thì chưa được cụ thể cho lắm. Dẫn ra như vậy để thấy rằng, cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu từng có câu nói nổi tiếng rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Và điều đó đã trở thành một chân lý
tuyệt đối đúng cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh mua tin để chống tham nhũng hay giăng bẫy với người tố cáo đây?